Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Với nhiều loại đặc sản cùng sự tận tâm, chúng tôi mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ quý khách hàng. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin chân thành cảm ơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai nhá. Hải mà, hải rất xanh. Cỡ các bác đi. Các bác thấy anh em và giờ này đấy, khó khăn. Các bác thưa, các bác gửi tiền lên hỗ trợ xây nhà cho em. Được các bác hỗ trợ một cái căn nhà rất là to, rất là rộng như thế này. Sau cái câu cảm ơn của không giá cả ưa đấy các bác ấy. Ở đây này có vừa tạnh mưa này, trong nền nhà thì có mái nhà cũng giọt này, xuống dưới nền nhà nó bị ướt rất là nhiều. Nẹt nhà toàn đá là đá. Đấy, cái bên này tỏa dòng là cái vách tre thôi. Đấy. Thế này, dòng cái vách tre đan bà cái cửa, cái phần máy của xóm nhanh khẩu. Các bác thân mến, hôm nay thì là có bà con ở trong xóm này cũng có mang cho cao nguyên đá là một can mật ong. Cái chỗ này nó khoảng tầm được 9 lít thôi mọi người ạ. Thì cũng có mang ra để nhờ cao nguyên đá là để bán hộ. Bởi vì là như mọi người biết thì bây giờ ấy, và cái thời điểm này ấy, để mà mang mật ong mà ra ngoài chợ bán ấy, một tuần nó chỉ có một ngày chủ nhật thôi mà cũng chưa chắc là lại bán được. Thế là bà con cũng có gửi cho cao nguyên đá ở đây để giúp bà con là bán cái sản phẩm. Thì trong cái thời gian mà đi vào trong thôn trong xóm để giúp đỡ bà con ấy, thì cao nguyên đá cũng có thu mua và giúp bà con tiêu thụ cái sản phẩm là mật ong. Hôm nay thì cái can mật ong này để cho mọi người xem này, cái mật ong bạc hà này thì nó cũng hết mùa rồi nhé mọi người nhé. Nhưng mà mật này là mật của vụ vừa rồi ấy, vụ đông ấy, mọi người nhìn này, mật nó rất là thơm luôn đấy, màu vàng xanh ánh chanh cực kỳ là sánh luôn mọi người, thơm cực kỳ luôn. Phải nói là cái can mật này rất là ngon này mọi người này. Bình thường ấy, nhưng mà mật ong thì là cao nguyên đá sau khi mà lấy về thì sẽ đóng vào chai như thế này, có phần tem và phần màng co ở trên này để tránh trường hợp là bị đánh cháo hoặc là bị bốc đấy mọi người. Thì quý cô bác là mua thì nhận được một cái chai mật như này với trọng lượng là hơn 1,4 kg các bác. Thì mật ong thì cao nguyên đá đang bán trên kênh, các bác mua 1 lít mật ong thì vẫn được tặng thêm kèm thêm một lọ chấm chéo. 2 lít thì được miễn phí vận chuyển. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ với cao nguyên đá ở số điện thoại phía dưới. Cảm ơn các bác luôn ủng hộ kênh cũng như là tin tưởng sử dụng các sản phẩm ở trên kênh. Các bác đây này, đây là cái sản phẩm đó là bánh tổ mật ong, nó có nguyên là phần có cả sáp ong luôn đấy. Các bác mua về thì có thể là sử dụng cho các bạn nhỏ để ăn hoặc là mình cất dần trong tủ lạnh ấy, phục vụ cho cái việc mà kiểu ăn bánh mì hay làm những cái gì mà liên quan đến mật ong. Cái bánh này thì trọng lượng khoảng tầm 600g bao gồm cả vỏ. Hiện tại thì cái này mình đang bán ở trên kênh đó là 165.000 một bánh này, chưa bao gồm thì cước vận chuyển. Các bác lấy từ 2 bánh trở lên thì cao nguyên đá sẽ hỗ trợ cái tiền vận chuyển ạ. Và cảm ơn các bác, chúc các bác theo dõi video vui vẻ. Xin kính chào tất cả các bác anh chị. Hiện tại anh em cháu đã có mặt trong thôn Vàng Dậu Tiền, thuộc xã Lóng Pụt, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thì ngày hôm nay thì anh em cháu vào để xem anh thợ là cái phần máy nhà của em Xính. Thì ở phía trước này, phía trước thì anh em thợ cũng lật xong một nửa rồi. Hôm nay thì cháu cũng hộ vợ cháu bố phấn đạ cho cây ngô. Thì hôm nay cháu vừa vào hơn muộn ấy, cũng mong các bác thông cảm cho anh em cháu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
我就不接，他就在这边，我就拿把刀来呀，从尖刀戳，老几把刀，老几把刀，妈的，带过来，这个好几件，好多，这个好几件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 ，这
在干啥？中午中午去中午去。你啥时候去？中午去。他往那打一下嘛。我干你，你这。现在事情太复杂。啊，行。搞啥？叫叫叫，叫他主管的。他妈，他姐才搞不掉，他家家去对了。我让他。啊，那咋办去了？啊，那咋办去了？那。 我点开我包别的，那。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 我点开我包别的，
这是门店里包的，这家哪里？这从容最发达的人哦。哈哈，这家这最高的。那我这个，那。我这个，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 
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
他卸的呀，把他躲在卸，他卸的，你看我怎么不要，卸的，啊，卸，不要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 ，
thời gian nào tôi phải được. Thì anh thợ thì có lờ cái phần máy xong một nửa rồi, chỉ còn một nửa thôi. Chào anh em thợ nhá. Ly đâu Ly? Anh chào Ly nhá. Thế quả tần bao nhiêu cây à giờ, Ly ơi? 14 cây à? Anh em thì cũng lượt sắt xong cái phòng khách và phòng ngủ rồi, chỉ có cái phòng bếp thôi. Trước thì anh Long có bảo này, ở trên này thì là anh em thợ cũng để lại mấy cái ô khóa 1, 2, 3, 4, 5 na cái ô thóa để sau này để làm mới gắp để ngô đấy. Hôm nay thì sạc gỗ vàng thì một cây là 150.000 một cây. Thì anh ấy cũng bảo là mua hết bao nhiêu cây Ly? 15 cây à, 14 cây? Cây ấy, cây sạc đấy. 14 cây à? À, hết 14 cây sạc gỗ. Nhưng mà cây sạc gỗ này nó dài không phải ngã các bác ạ. Bờ lô hôm nay thì bờ lô hôm nay là 90 tấn à Ly? 90 tấn à? Lại đâu anh à? Đâu anh à? Đâu anh nói chắc nhỉ? Vừa lấy lạnh nữa, lấy xị ấy. Đấy, đầu cồn cái đầu cột bê tông trên này thì đấy, anh ơi, lúc anh em thợ đổ cái cột bê tông thì cũng để lại cái phi sắt đấy cho nó thừa dài ra lúc
mình đào cái cây ra, hai cái cây đào hành tam giác đấy, để bệ lại cái cây sắt nó ngược lại, cái lúc gió to thì nó mới chắc được, nó bạo được. Hôm nay thì anh em cháu vào thì cũng mang cả cái máy khoan tường. Đấy, hai bên đầu hồ thì nó cũng hơi cao ấy. Để mang cái máy khoa vào để cho anh em thợ khoa. Một cái sạp gỗ thì khuôn một lỗ đấy, để lấy cái thép to ấy để buộc đấy, giữ cái sạp gỗ cho nó chắc. Không bùa như thế này thì sợ sau này mưa to, gió to thì cũng sợ nó bay hết lên cái phần mái nhà. Đấy là như thế này thì nó có chắc hơn. Bên cái phòng bếp thì nó cũng hơi cao thì chắc là cháu cũng hộ bên đến lượt rồi sang bên kia. Đây này. Hôm nay thì anh em cháu vào cũng mang cái máy khoa tửa vào cho anh em thợ. Có điện anh em thợ đã cắm điện rồi. Tháo có phà anh. Đấy, làm như thế này nó mưa nó không hát vào cửa. Thế này độ một cái tấn đa. Đấy. Lúc không độ cái tấn đa thì lúc mưa to ấy, nó hát vào cửa để cửa lại hát, sợ cửa hỏng. Tính của sang hết chưa cho điện cả. Tính trên tả hết. Tính tấm lên chưa tính đâu. Đinh có đủ không cái? Cái? Đinh có đủ không? Chưa biết được à? Sợ nó lại không đủ ấy. Anh thợ thì cũng ít người, có số anh em thợ thì cũng lên đây trên máy rồi. Xính ơi, em mủ gà làm gì? Mủ gà ăn. Mủ gà ăn à? Để đấy anh em thở. Nước ua to, ua xanh nó cho chỉ chơi là. Thế hôm nay em Xính cũng mở anh em thợ ba con gà xanh vàng. Trong nhà mẹ em Xính thì trước thì anh lái xe ô tô ấy, có tiện đường thì anh Long có bảo làm chợ thừa 6 bao xi để cho cái nhà bố anh em đấy. Cũng ở từ đây vào trong cái nhà của ba anh em đấy thì không xa máy. Đi bộ thì chỉ mất khoảng tầm 10 phút thế này thôi. Thì anh Long bảo là có thừa bà 6 bao xi thì sẽ cho nhà bố anh em bên kia để đường lắc cái nền này, cái này nhà của bố anh em này, có phần bồ đá dư thì cũng chuyển sang bên kia. Đấy, gầy thì cũng cò của tầng hơn 80 viên thế này. Đấy, thì bây giờ anh cháu sẽ chuẩn bị xa bố anh em bên nhà bố anh em bên kia để bảo nó sang đây để chuyển dần dần vào trong nhà bố anh em. Thì anh nghe cháu cũng xin mời các bác đi cổng anh nghe cháu.
năm mẹ con thì cũng chuẩn bị chắc là chuẩn bị đi cắt cỏ. Em thằng chị nhá, em mỏ chị à? Để đi cắt cỏ, lấy một ít để hót chê thôi. Cháu sẽ nhờ bố mẹ con đi vào nhà. Trong này thì làm một cái vườn ngô thì nó hôm nay cũng gió rất là to thì hơi ột này. Đây là nhà của sáu nhân khẩu đang sinh sống trong một cái căn nhà. Cái phần trên này thì và chị dòng bà cái em tô thôi. Đấy. Trên này là vá ép. Đây nhìn cái bếp lột của gia đình này, đu cá này. Đấy, chị xét bà đá thôi. Đá là nghiên đá, không có xi, không có bột. Thì hôm nay thì đấy, cháu cũng vừa di chuyển bên nhà em sánh vào đây để thông báo cho gia đình. Ý lộn lại đi nhé, mà có tiền tỏ lại của lá lúc chê tỏ trái không dễ này. Ý không xin mong này, ý không thể chí tiền này ra lộn đi, tiền này lạnh đến của chê. Ừ. Mà như số chê nóng từ nét phút hai là ý. À, nì nì nào. Nì nì nào. Ừ. Nì nì mù ẻ rồi. Ừ. Nếu mù nét ẻ rồi thì ra lộn thì lạnh có đúc đai này. Em bảo chị để đi sang bên nhà em tính này, chị hết cái phần bồ đá bên kia vào đây và xi ma vào đây để lắc kín nè cho bố bé để mà lúc mà bố mẹ đi làm này đấy, các con chơi ở nhà thì nó không có đá ấy. Bây giờ thì các bác xem cái căn nhà của sáu nhân khẩu đang sinh sống này đấy, nẹt nhà tỏa đá là đá đấy, cái bên này tỏa dòng là cái vách tre thôi đấy. Thế này, dùng cái vách tre đan bà cái cửa. Đây. Khóa ở đây thì dùng vào cái cây thôi. Đấy. Cái hôm trước thì mưa to này. Cái phần máy của sáu nhân khẩu lại em cháu lại quên tên cho chị. Ở lúc bé của cháu chỉnh nhỏ. À. Chá. Đấy. Mẹ tê là Trá. Đó, gió rất là to, bay cái phần máy ở tre rồi. Bạt thì cũng rách nát hết đấy. Thì cháu vào đây thì cũng thông báo cho chị Trá để em đi sang bên nhà Ê Xính. Chị bột đá bên kia vào đây để mai kia em lắc cái phần này nhà của chị Trá. Mà ốp ốp bố hóa lửa chị à? Ừ chị ơi, hả lý mua hóa lửa. Ừ, ốp chị mua hóa lửa chị bắt lửa bắt mua xa cho không rết thì ẻ cho không rết rồi. Mà ừ, xa thì các mà ấy một tí. Ừ, một cái bờ. Ừ. Cái bờ này thì cho chị đau má mua ẻ xì mong nhau. Ừ. Ừ. Chị bảo là... Chị bảo là cháu vào thông báo như thế này chị cũng rất là vui. Thì chị sẽ đi sang bên nhà em Xính để chuyển cái phần bột đá và xi vào trước. Ở đây này cũng vừa tạnh mưa này, trong nền nhà thì cũng mái nhà cũng giọt này, xuống dưới nền nhà nó bị ướt rất là nhiều. Như chỗ thái cổ của gia đình thì chị dòng dạy một cái bạt thôi. Lúc nó có nhiều cỏ quá thì lại đá nhiều lại quét nó không sạch được. Đi muốn đi cùng mẹ à? Anh nhỏ nét niệm mù rồi. À, muốn đi cùng mẹ. Đấy, mẹ bảo là hai đứa cạn, hai đứa lớn thì ở lại để trong nhà. Nào đi cùng mẹ. Thế ai đi cùng mẹ nào? Từ từ cho nó niệm mù. Đấy. Nè. Ai cũng bảo là muốn đi cùng mẹ.
Ở đây thì này nhà của chị Trá thì chắc là 6 bao xi thì chắc là lắc có gần đủ ấy. Đây, kiểu như tính cái ngam bên này này. Ngam bên này 3 bao. Đấy, cái ngam bếp thì 3 bao đấy là chắc là đủ. Đấy, chuẩn bị cái quả táo để đi gộp bột đá. Trước thì cháu vẫn chưa họ gió anh Long. Trước thì anh Long cũng có nhắc một lần rồi. Cháu hay đi làm thì cháu hơi quên. Thì mong các bác thông cảm. Trước thì anh Long bảo là ấy mua cho xi cho nhà em xính chỉ mua đủ thôi. Rồi cái 6 bao còn lại thì là của anh coi như anh Long đúc tiền túi ra để mua xi hỗ trợ cho gia đình chị Trá để lắc cái nhà nhà. Đi hết à? Không có ai trong nhà. Chính mất này ra chê. Mẹ bảo mù là đi nhá. Ai cũng mù đấy. Đi từ từ thôi, chạy nhanh quá. Vâng đây. Mình mẹ bố thì đi làm thuê chưa về. Một mình mẹ thì ngày nào cũng ở nhà để đi nhặt cành cụ khô về nấu cơm cho các con này, đi cắt cọ cho bò này. Năm mẹ con thì cũng đi trước rồi. Cháu với em quay phi thì chắc là đi xe máy. Cậu ta sẽ trở nát lát nên nó có trễ. Cái phần bột đá ở đây thì chắc là đủ lát ký về nhà của chị Trá rồi. Bên này cũng còn nhiều này. Chị cũng đã đi mượn một cái cọc bột cào về để cọc cái phần bột đá. Đấy, cào ra là một đống. Xong chưa anh cái? Xong rồi. Xong rồi. Chỉ có cái máy nhà vệ sinh thôi nhỉ? Thế gọi cho tao chạy tưới. Con thì mình chỉ canh 2 giờ rồi. Cái cao lên. Mới để 3 chế tao rồi. Mình chỉ có bộ viễn đây. Mình chỉ có đây này. Tựa là để mua 3 viễn gì khó trông đây. Này nhớ này ít bờ, cậu cho tao này ít bờ rồi. Cậu ít bờ rồi này. Ông mà cầu ý bà che cho không nhá ta. Tức là tía cầu ý bà nữa mà. Nếu bố cố ta. Nếu bố cố phẩm lâu quá giờ giờ chấm lâu. Hay giờ chấm lâu. Dạ dạ. Bố cố này chỉ sổ ở cho xua. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mấy hôm nay thì mưa này, gió to này, lá cây thì rơi hết vào cái đống bột đá rồi. Chị thì cũng đã vết mấy cái lá cây. Anh em thợ thì cũng lượt máy xong rồi các bác ạ. Tranh thủ đi lên trên nhà bác của em xính dựa trên tay xong thì cháu sẽ thanh tua cái phần tỉa còn lại cho anh em thợ. Chỉ cầu hết nó thành một đống nhá, cầu ít bờ nhá, thì có ít bờ má mẹ mà mẹ nhá. Ê tao mà nghĩ một đẻ mà một đêm mà nếu một lát đồ đài lạnh của đồ đài đây có nét cho mình ở trong xịt. Ở đây gầy thì cháu cũng về đế còn 100 viên thì cũng cho gia đình chị trái hết thì xin ma còn thì có 6 bao thì chắc là anh em thì cũng hộ bê ra ngoài để tí chị trái có nhờ hạt xó ra trợ giúp gia đình chị trái. Hôm nay thì anh em thợ vào xem máy thì để hết ngoài được này. Đây, cổ 6 bọc xi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Máy là lượt rồi, xong rồi Ly nhỉ? Xong hết rồi. Vâng. Anh em thì hôm nay thì cũng làm ra làm thịt sớ rồi. Cái máy thì Ly cũng vừa bảo là lượt xong rồi. Máy bếp thì ở bên này. Nhưng mà cái nhà vệ sinh lượt xong chưa? Nhà vệ sinh tí ăn cơ xong thì lượt. À, tí ăn cơ xong là lượt. Tí lượt cho vệ sinh nhé. Vâng. Đây, còn đổ bê tông thế này nó chắc Ly nhỉ? Vâng, chán hả? Vâng. Này, có cây sắt màu, cây sắt màu là một cây là một trăm năm mươi hai trăm hả, một cây hai trăm. Thế hôm nay hết bao nhiêu cây này? Hết 14 cây. 14 cây. Để anh em anh mình ngồi tạ đây nhá, xính lên trên này xính đây đây, lấy cái tạ máy bia gạt gạt đấy để cho anh em đây, lấy cái cây này là đủ rồi. Gia đình thì cũng được các bác hỗ trợ tìa xây nhà. Cái ghế thì gia đình cũng chưa chuẩn bị để ngồi tạ cái cây này nhá. Này, Ly ngồi dưới đây đi. Đây, cái nhỉ? Đi xí. Hôm nay thì anh em cháu vào rồi xe anh thợ là cái phần máy của máy nhà của em xính thì cũng hôm nay cũng hoàn thiện rồi. Thì hôm nay thì nhá Ly, hôm nay anh cháu nốt cái phần tỉa mà xây nhà cho em xính ấy. Thì trước thì anh Long đưa 3 triệu rồi nhỉ? Đưa 3 triệu nhá. Thì trước khi đấy, anh trao tiền cho em thì xính là người trụ nhà thì được các bác hỗ trợ xính lại đại diện. Anh em giờ thì cũng đi hào rồi đấy, để các bác nhá đã hỗ trợ này đấy, xây được mấy cái căn nhà rất là to rất là rộng đấy, vừa to vừa đẹp nhá. Vậy nhìn thẳng vào cái máy quay nhá. Cô
Sao xanh à? Sao xanh không? Không biết sao xanh. Hải mà, Hải sao xanh? Ừ, các bác thấy anh em và giờ này đấy, khó khăn. Các bác thưa, các bác gửi tiền lên hỗ trợ xây nhà cho em. Đấy. Ở Hải Lửa Móng đó. Là Hải Lửa Móng này tiếp tờ. Ở Hải Lửa Móng là cái làng Hải Lửa Móng. Ừ. Xót xanh xe đờ. Ở chơi, tôi nghĩ tôi ta chơi một tí làm. Ừ. Dễ mà Hải. Hải Lý. Số hộ à? Đấy, các bác giúp gia đình em có từ tấn lòng lên để bây giờ em cả ơi các bác cũng phải từ tấn lòng lên chứ. Người vậy hả? Chú Hải đã được xin chào các bác. Hải đi. Hải xuống đây đi. Nhanh xinh. Nhà anh chỉ có máy cao thôi mà. Hải Lửa Móng à to. Hải mà. Hải anh em thợ để ông vừa bảo là được các bác hỗ trợ một cái cam nhà rất là to, rất là rộng như thế này sau cái câu cạ ơ của không giá cạ ơ đấy các bác ấy. Hay mà. Hay đi, chú đi đâu mà. Hay là xích. Xin chào cả bơ cá bán. Hay mà. Nhìn lên. Hải Lửa Móng tới đâu? Hải Lửa Móng à, sao? Chưa. Hải mà, chỉ sắp có thể học chưa? Nhiều. Ôi, sao nhớ, ôi, sao nhớ, ôi, vẫn nhớ lại cái là cái ôi, trước đó chỉ cứ chơi thôi, để làm cho vui thôi. Hải Lửa sao xanh? Sao? Sao? Có xanh dùng hai kia. Sao gì sao rộng? Sao? Là thứ gì lo, là thứ gì lo là gì? Là thứ phát lũ gì? Hải Lửa Móng bây giờ gì lợn gì tôi bị nhiều lắm. Ừ. Thế sao thầy xót sách kìa? Này sao? Xin chào các bác. Chào cho chị đó nè. Xót sách kìa. Bắt lúc nè. Người lúc chơi đầu nhau và chẳng thấu nè. Hôm nay thì anh em cháu vào thì sánh hơi xấu hổ. Thì cũng cạ ơn bà Tiến Mong thôi. Mong các bác không cạ cho em xính. Em giờ thì đi in hào ở dưới Thái Nguyên rồi. Thì hôm nay thì anh em cao nghe đám xin cạ ơn để có ba anh chị. Tất cả quý vị khán giả trên kênh Cao Nghe Đá để chúc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe và có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống ạ. Hôm nay để anh em cháu vào để cho nốt cái phần tiền xây nhà cho em xính. Cái tiền còn lại thì trước thì đã đưa 3 triệu rồi, bây giờ thì còn 12 triệu. Trước thì anh Long đưa cho 3 triệu trước rồi. 3 triệu trước rồi. Ở đây thì còn 12 triệu. Đấy anh đến nhé. Đây, đến từ 1 nhé. Đây, 1 triệu nhá, 2, 3 triệu này, 4 triệu này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 triệu này, 10 triệu này, 11 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 12 triệu nhá. Cái này 1 tờ. Đây. 1 tờ. 1 tờ. Tí lận nhờn nữa. À, đúng rồi. 1 tờ. Đây nhá, 12 triệu nhá. Đấy lận nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nhá. Đây đây.
em cũng để lại cho anh nhé. Tí là không đủ đấy. Vâng, em đến đây. Thế thì anh cảm ơn anh nhé. Ừ, đây là của các bác. Chào các bác nhé. Này, để đủ nhá, để không đủ mấy kia đã bảo là anh hôm nay anh vào là để điểm không đĩa không đủ đấy. Nam sao năm tờ mười hai để đấy tờ một tra là 10 tờ đấy. Đấy em nghĩ rằng cái này xuống hơi đến đây này đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đủ rồi. Trước người cái 3 triệu nhé, bây giờ người 2 triệu mới làm xong nhé. Vâng. Trước thì anh em mình bảo là 15. Vâng. Cũng có một phần quà thì của chị Nghĩa Thị Mỹ Diêm ở Trạm Bom thì có gửi ban cha là cho hỗ trợ cho anh em thợ. Thì ở đây có ban cha ở đây nhé. Là của con chị Nghĩa Thị Mỹ Diên thợ Trạm Bom nhé. Gửi ở ban cha để hỗ trợ cho anh em thợ nhé. Vâng. Nhá, anh cái nhá. Vâng. Người trao cho Ly nhá. Phải anh em hay anh em thợ nhá. Xin chào Nghĩa Thị Mỹ Diên nhá. Cảm ơn con nhá. Cảm ơn con. Em cảm ơn xin thay mặt anh em thợ cảm ơn Nguyễn Thị Mỹ Diên ở Trạm Bom. Chúc là chị và gia đình chị luôn luôn khỏe và hạnh phúc, làm nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Thì hôm nay thì anh cũng xin thay máy xin cảm ơn Ly và anh cái nhé. Vâng, cảm ơn. Hơi vất vả nhiều nhưng mà có vậy ai cũng là vùng cao. Đúng. Đúng. Thấy được khó khăn này được các bác có hỗ trợ thì anh em cũng phải coi như là mình dốc hết sức đây và giúp những người có anh em khó khăn ở trên vùng cao mình nhé. Thì anh em đi chưa đeo cơ chưa đó. Ở tí có cái máy vệ sinh, nhà vệ sinh thì lượt sau cho anh nhé. Chị thì cũng cọc ấy thành ra một cái đống bột đá rồi. Anh em thợ thì cháu cũng về trao cái phần tiệp và trước là khóa cho anh em thợ là 15 triệu đã chóc xong rồi. Thì ở đây thì anh em thợ này cũng xung quanh nhà của em Sính với em Giờ thì cũng hoàn thiện rồi đấy. Đặt xong đặt sau thì cái máy đặt sau thì nó cũng anh em thợ cũng đệ dài này, sau này đệ cũ đặt sau này nó không bị mưa, nó không bị hát vào, nó không bị ướt đấy. Mẹ bếp thì cũng xong rồi, còn nhà vệ sinh thì anh em thợ cũng bảo là về bảo là ấy làm từ sáng thì hơi đó thì nghỉ tay ăn cơ đó, thế tí sẽ giam lột nốt cái phần máy nhà vệ sinh. Anh em thợ thì cũng đập là sạc gỗ lên rồi, chỉ chờ ăn cơ xong là cái này là lột nhanh. Chị cào nốt cái đống bột đá này xong tí chỉ nhợt hạt xó ra để giúp chị gột sang bên nhà chị nhé. Ừ. Ấy mình chỉ có cào đá một cỏ lai bao ẻ một tỏ tre nhé. Hai lá tí tí. À giờ chị hai lá. Ờ giờ bây giờ hái cho nên xin chữ tép bá ẻ một cái nốt của bên đó tê tàu lạnh. Đấy, báo cho chị này, xin ma thì hai anh em đã bên ra ngoài rồi. Đấy, sợ mưa thì chị si sẽ chuyển đi sang nhà chị trước. Và bột đá thì mưa nó không bị hỏng ấy. Cho vào cái bộ bao xi rồi. Hôm nay thì cũng anh em thợ cũng hoàn thiện cái căn nhà của em Xính với em Giờ rồi. Anh em thợ thì đang dùng cơ trên nhà bác của em Xính. Chắc là anh em đi lên chơi kiêm để xin phép gia đình. Anh em có về nữa, anh em thì cũng chưa dùng cơ chưa. Xì để anh em bê ra ngoài tí chị sẽ nhờ người để chị vào nhà chị trá. Chuẩn bị cơ xong chưa Xính? Chuẩn bị cơ xong chưa? Có mở anh ở lại ăn cơ cùng gia đình không? À mà mở một bữa cơ à? Thế có mở cả anh em thợ không? Mở hết cả tất cả anh em. À
Thế máy anh em thở ở đây nhá. Hôm nay thì lượt máy xong cho em xính rồi thì xính mọi bữa cơ thì anh em ở đây nhá. Vâng. Thì chắc là anh xin phép anh về trước. Vâng. Anh có việc đấy. Vâng. Nhá. Anh không cơ với xính. Vâng, vâng, thì để lần sau. Cái lẩu à? Ờ. Đấy. Chuẩn bị dọn mâm rồi. Xính ơi. Dạ. Chắc là anh xin phép anh về nhá. Ờ, mời cả anh em thợ và máy anh bây anh của em ăn cơm cổng gia đình em nhá. Không để lần sau. Ăn cơm. Để lần sau nhá. Để lần sau. Vâng. Vâng, để lần sau anh ạ. Vâng. Chào tất cả máy anh em nhá. Ở nay nhân em ăn nó nên mở hở. Ở nhá. Ờ. Ô ngáo lúc chỉ cho nên mùa. Ờ giờ chứ. Ấy mùa mùa mày. Ấy mùa. Đây này, hôm nay thì là chợ cả cái máy khoát tựa vào đấy thì anh tiện đều vào đây thì chắc là anh em cháu cũng chợ về thôi. Đấy. Hôm nay mà nhóc này hả? Ừ, ở đây nhóc này nhá. Ừ. Hôm nay thì cũng đã hoàn thiện là cái căn nhà của em xính rồi thì hôm nay thì anh Long cũng có việc không vào ấy thì anh nghe cháu vào thôi, cháu với em quay phim. Thế thì cảm ơn các bác và tất cả quý vị khán giả trên kênh Cao Nghe Đá đã luôn luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Cao Nghe Đá. Hôm nay thì anh em thợ thì máy thì cũng xong rồi, chỉ có nốt cái phần máy nhà vệ sinh thôi. Thì xính thì cũng đang mở cơ cho anh em thợ thì chắc là anh em cháu cũng vừa xin phép gia đình anh em về trước cũng có chút việc ở nhà nữa thì tất cả các bác anh chị xin chúc tất cả các bác anh chị luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Xin chào tất cả các bác anh chị ạ.